Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn mọi người ép cái thẻ ngân hàng của mình vào cái tài khoản PayPal, phải là cái thẻ Visa hay Master mới được nha. Thì mình ép cái thẻ này nhằm mục đích nếu mà trong ví của chúng ta không có tiền, khi mà chúng ta thanh toán online thì nó sẽ tự động lấy tiền ở trong cái thẻ ngân hàng của mình, họ thanh toán cho cái sản phẩm mà mình muốn mua. Còn khi nào mà các bạn ép tài khoản ngân hàng, có nghĩa là để các bạn rút tiền về các tài khoản ngân hàng, còn ép thẻ nhằm mục đích là để mình chi tiền ha, trong trường hợp là ví PayPal của chúng ta không có. Bây giờ Hường mới phát hiện đó là PayPal nó đã có giao diện tiếng Việt. Bây giờ hôm trước video hôm trước Hường hướng dẫn bằng giao diện tiếng Anh đúng không? Bây giờ đang nhập vô nó là giao diện tiếng Việt. Có thể là PayPal nó đã cài đặt cho mình. Bây giờ làm thế nào để ép cái thẻ này vô? Khá là đơn giản thôi. Vào đăng nhập vào PayPal, chúng ta bấm vào một ví. Tiếng Anh nó là wallet. Ở đây các bạn chọn liên kết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, bấm vào đây. Ở đây ấy, cái chỗ địa chỉ thanh toán này nè, thì các bạn phải điền đúng cái địa chỉ nha. Trong trường hợp nó yêu cầu xác nhận thì chúng ta xác nhận sao cho nó đúng cái địa chỉ của mình, địa chỉ nhà ở mà người ta gửi hóa đơn điện nước cho mình ấy. Bây giờ nhập số thẻ. Bây giờ Hường sẽ, ở đây nó có số thẻ, thì Hường sẽ nhập cái số thẻ ở mặt trước. Nó sẽ có những cái mã thẻ, số thẻ ở đây. Và tiếp theo, loại thẻ thì Hường sẽ chọn, đây đó là thẻ Master. Hường sẽ điền Master nếu các bạn là thẻ Visa. Cái này nó sẽ ghi chữ Visa và chúng ta sẽ điền vô Visa Master thôi. Rồi ngày hết hạn, ở đây nó sẽ ghi ngày hết hạn. Nó sẽ có là ngày làm thẻ và ngày hết hạn, thì mình sẽ để cái tháng và cái năm hết hạn ở đây. Và mã bảo mật thì chúng ta sẽ lật đằng sau của thẻ, chúng ta sẽ thấy đó là nó sẽ có 3 số mã bảo mật. Nếu như ở đây có 6 số thì chúng ta chỉ cần điền 3 số cuối là được nha. Tóm lại bảo mật nó sẽ có 3 số. Mọi người chỉ cần là mình điền 3 số cuối là được, và không quan trọng ở trước đó là cái gì. Ở nhớ là mặt sau ha, cái mặt mà nó có những cái vạch đen như thế này nè. Rồi địa chỉ thanh toán nếu chưa ok chúng ta sửa lại, chúng ta có thể là thêm địa chỉ mới. Rồi ok, bây giờ Hường sẽ điền thẻ vô cho bạn coi ha. Bây giờ Hường sẽ điền đây là Hường sẽ share cái màn hình đây. Sau khi các bạn điền thẻ xong thì mình sẽ bấm vào chữ liên kết thẻ, bấm vào đây. Rồi nó bảo bạn đã liên kết thẻ Mastercard thẻ tín dụng. Có thể nó sẽ thông báo cho các bạn qua email rồi đấy. Nên là bây giờ Hường đã liên kết xong. Bây giờ mình sẽ bấm hoàn tất. Rồi bây giờ Hường đã có hai thẻ ở trong đây. Thẻ vừa ép và thẻ một cái thẻ trước đó. Ok. Như vậy thì các bạn ép thẻ rồi, khi nào các bạn thanh toán thì nếu mà số dư PayPal của chúng ta không có thì nó sẽ tự động trừ tiền trong thẻ của mình. Như vậy thôi. Ok. Xem video tiếp theo nha. Hoặc là các bạn muốn mua bán PayPal hay là muốn đăng ký PayPal, xem các video tiếp theo, có bộ video hướng dẫn về PayPal luôn đó. Bye bye, hẹn gặp lại video. Nhớ subscribe đăng ký kênh YouTube của Hường. Follow Hường trên Facebook nha.